trong một hạt bụi xuất hiện cõi Phật rộng lớn, vô lượng tra nghiêm, vô ngại dụng, khiến cho tất cả thế giới đầy đủ tra nghiêm, vô ngại dụng, khắc vào tất cả ba đời vô ngại dụng, phóng đại Pháp quang minh hiện tất cả chư Phật bồ đề chúng sinh hạnh nguyện vô ngại dụng, khéo hộ trì tất cả trời rồng dạ xoa càn thát bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, thích phạm hộ thế, thanh văn, độc giác bồ tát hết thảy như lai thập lực bồ tát căn lành vô ngại dụng đó là mười nếu các bồ tát được vô ngại dụng này thì sẽ vào khắp được tất cả phật pháp phật tử đại bồ tát có mười thứ thần lực vô ngại dụng những gì là mười, đó là đem bất khả thuyết thế giới để vào trong một hạt bụi vô ngại dụng, ở trong một hạt bụi hiện tất cả cõi Phật đồng pháp giới vô ngại dụng, đem nước của tất cả biển để vào trong một lỗ chân lông, qua lại khắp mười phương thế giới mà chúng sinh không bị xúc nhiễu vô ngại dụng đem bất khả thuyết thế giới để trong thân mình thị hiện tất cả thần thông việc làm vô ngại dụng dùng một sợi lông buộc bất khả số núi kim cang núi thiết vi cầm đi du hành tất cả thế giới chẳng khiến cho chúng sinh sinh tâm sợ hãi vô ngại dụng Đem bất khả thuyết kiếp làm một kiếp, một kiếp làm bất khả thuyết kiếp, trong đó thị hiện thành hoại khác nhau, chẳng khiến cho chúng sinh có tâm sợ hãi, vô ngại dụng. Trong tất cả thế giới hiện nạn nước, gió lửa, đủ thứ sự biến hoại, mà chẳng não chúng sinh vô ngại dụng khi ba nạn hủy hoại tất cả thế giới đều có thể hộ trì tất cả chúng sinh những vật cần dùng chẳng khiến cho tổn hại thiếu thốn vô ngại dụng dùng một tay cầm bất tư nghỉ thế giới ném qua bất khả thuyết thế giới chẳng khiến cho chúng sinh có tâm sợ hãi vô ngại dụng nói tất cả cõi đồng với hư không khiến cho các chúng sinh đều được ngộ hiểu vô ngại dụng đó là mười Phật tử đại Bồ Tát có mười thứ lực vô ngại dụng. Những gì là mười, đó là lực của chúng sinh vô ngại dụng, vì giáo hóa điều phục chẳng xả lìa; lực của cõi vô ngại dụng, vì thị hiện bất khả thuyết sự tra nghiêm để tra nghiêm; lực của pháp vô ngại dụng, vì khiến tất cả thân vào không thân; lực của kiếp vô ngại dụng, vì tu hành chẳng dứt lực của phật vô ngại dụng vì giác ngộ thùy miên lực của hạnh vô ngại dụng vì nhiếp lấy tất cả bồ tát hạnh lực của như lai vô ngại dụng vì độ thoát tất cả chúng sinh lực không thầy vô ngại dụng vì tự giác tất cả các pháp lực nhất thiết chí vô ngại dụng vì nhờ nhất thiết chí thành chánh giác lực đại bi vô ngại dụng vì chẳng bỏ tất cả chúng sinh đó là mười